Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu, ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024, chiều nay đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang tỉnh đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân. Lữ đoàn 170, tiền thân là Hải đội 135 thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, là một trong những đơn vị tiêu biểu đã cùng quân dân miền Bắc đánh đuổi tàu khu trục Maddox xâm phạm vùng biển nước ta, lập nên chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu của tỉnh bày tỏ niềm tự hào về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh anh hùng, đồng thời bày tỏ lòng thanh kính, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân dân Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong chiến thắng trận đầu, làm nên tinh thần bất diệt, dám đánh, biết đánh và quyết thắng của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Ghi sổ truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, tiếp nối truyền thống các đơn vị tiền thân tham gia đánh thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân năm 1964, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, quân với dân một ý chí, toàn quân một ý chí để quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế, xây dựng Lữ đoàn 170 Hải quân đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt, qua đó góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, vùng Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân tiếp tục nêu cao tinh thần chiến sĩ cách mạng, vững vàng bản lĩnh chính trị, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, luôn gắn bó mật thiết với cấp ủy chính quyền, nhân dân, các cơ quan đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.